Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày mùng 2 tháng 9 trên kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong bầu không khí kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người dân cả nước náo nức đón chào ngày lễ lớn của dân tộc. Cùng với không khí chào mừng ngày đại lễ, thời tiết cũng như chiều lòng người. Ngay từ sáng sớm tại thủ đô Hà Nội, thời tiết đã khô ráo và có nắng nhẹ, giúp cho buổi lễ diễu hành diễn ra thuận lợi như vậy mặc dù xoáy thấp nối với rãnh thấp có trục qua bắc bộ đã hoạt động mạnh hơn nhưng vùng tâm xoáy vẫn nằm ở khu vực mỏm đông bắc nên vùng mưa rông chưa gây ảnh hưởng nhiều đến các tỉnh bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng trong chiều và đêm nay khi vùng xoáy thấp có xu hướng dịch chuyển sâu hơn về phía tây thì thời tiết miền bắc sẽ chuyển nhiều mây hơn nhiều điểm xảy ra mưa nhưng tập trung chính ở các tỉnh phía đông đặc biệt là các tỉnh quảng ninh hải phòng cao bằng và lạng sơn Thủ đô Hà Nội cũng là một trong những nơi có khả năng cao xuất hiện mưa trong đêm nay. Vì vậy, khi tham gia các hoạt động ngoài trời, chào mừng ngày Quốc Khánh, quý vị nên mang theo mình những vật dụng che mưa cần thiết. Do mưa tiếp tục duy trì trong 2 ngày tới, nên nhiệt độ tại đây chỉ ở mức từ 29 cho đến 32 độ. Sang đến ngày mùng 5 tháng 9, mưa giảm, nhiệt độ tăng nhẹ khoảng 1 cho đến 2 độ. Đến với khu vực Trung Bộ, do nằm ở phía nam của rãnh thấp gây mưa, nên đêm nay các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cũng xảy ra những cơn mưa rào và rông với lượng khá. Các khu vực khác, mưa chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi. Ban ngày toàn khu vực trời vẫn có nắng và nhiệt độ giao động từ 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và mươi 33 cho đến 36 độ đối với khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Sang đến ngày mùng 5, nhiệt độ có xu hướng tăng thêm. Ở phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ giảm mưa nên ban ngày trời có nắng nhiều. Tiết trời khá khô giáo cùng với nền nhiệt phổ biến từ 29 cho đến 32 độ ở Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ ở Nam Bộ. Và tiếp theo là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, hai ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa rông, nhiệt độ từ 29 cho đến 32 độ. Sang ngày tiếp theo, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 30 cho đến 33 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày mùng 3 và ngày mùng 4, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông, trong đó ngày mùng 3 có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, tập trung ở các tỉnh phía Đông Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng. Đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa rông, nhiệt độ từ 28 cho đến 31 độ. Sang ngày mùng 5, mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng, nên nhiệt độ tăng dần, dao động từ 31 cho đến 34 độ. Tại khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, ngày mai phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 30 cho đến 33 độ. Sang hai ngày tiếp theo, mây thay đổi ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ban trưa có thể đạt mức 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 33 cho đến 36 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 29 cho đến 32 độ. Tại khu vực Nam Bộ, từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Tại khu vực Hà Nội, hai ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông, đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa rông, nhiệt độ từ 28 cho đến 31 độ. Ngày mùng 5, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt, nhiệt độ tăng dần, dao động từ 31 cho đến 34 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa vẫn có mưa trong ngày hôm nay và ngày mai sau đó mưa có xu hướng giảm dần. Trong cơn rông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động. Trong khi đó, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, trong những ngày tới, thời tiết tốt, mưa rào và rông chỉ xảy ra ở vài nơi nên tầm nhìn khá thông thoáng. Gió thịnh hành hướng Tây Nam với cường độ trung bình nên rất thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày tới của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.